Kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Trong chương trình, Kenny Lóc Thanh sẽ lại trình bày một câu chuyện liên quan đến cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1979. Câu chuyện được kể lại bởi một sĩ quan cấp hàm thiếu tá, là giáo viên hướng dẫn chiến thuật thuộc trường sĩ quan lục quân 2 đóng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là bài học mà Việt Nam phải cần cảnh giác trước Trung Quốc, đó là sau khi Việt Nam vừa hoàn thành công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, ngay lập tức Trung Quốc đã nhiệt tình đề nghị giúp đỡ Việt Nam xây dựng tuyến đường từ biên giới Trung Quốc đến Hà Nội. Trong câu chuyện, người sĩ quan không nói rõ đó là tuyến đường từ biên giới tỉnh nào giáp với Trung Quốc, chỉ biết rằng phía bên Trung Quốc rất nhiệt tình và tỏ ra rất sốt sắng. Do cả nể, phía bên chính phủ Trung Quốc đồng thời cũng nghĩ rằng trong xu thế rất nhiều nước bạn bè trên thế giới cũng đã chủ động đề nghị giúp đỡ Việt Nam xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá trong chiến tranh. Chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ nghĩ rằng phía bên chính phủ Trung Quốc không muốn thua kém trong việc hỗ trợ Việt Nam tái thiết đất nước để giữ vững vai trò tầm ảnh hưởng đối với chính phủ Việt Nam. Con đường từ biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được nhanh chóng hoàn thành. Có điều là toàn bộ máy móc và nhân công cũng như đội ngũ kỹ sư quản lý công trình tất cả được điều động từ Trung Quốc sang. Theo lời kể của vị sĩ quan, con đường đã được phía bên Trung Quốc làm rất tốt, rất đẹp. Đồng thời quang cảnh dọc theo hai bên đường từ biên giới Việt Nam đến Hà Nội đều được đội ngũ thi công công trình của phía bên Trung Quốc chặt đốn hạ sạch sẽ các cây cao to lớn cũng như bụi rậm theo kiểu phát quang, làm cỏ sạch sẽ hai bên đường. Phía bên chính phủ của Việt Nam cũng cử người giám sát, thấy rằng cũng rất lạ, khi hỏi phía bên chuyên gia Trung Quốc thì được trả lời rằng chính phủ Trung Quốc muốn chân thành giúp đỡ Việt Nam, làm cho Việt Nam một con đường đẹp và sạch sẽ. Vì vậy mới đốn ngã cây cao to lớn, bụi rậm để tránh hạn chế tầm nhìn cho xe chạy an toàn hơn. Sau khi hoàn thành xong công trình, phía bên Trung Quốc bàn giao lại cho Việt Nam. Nhưng cho dù đã có sự cảnh giác cao độ, rà soát lại xem phía bên Trung Quốc có làm điều gì khác thường hay không, nhưng những người được cử đi giám sát cũng là những người có kinh nghiệm về xây dựng, cũng không thấy có gì là bất thường. Trong quá trình xây dựng con đường của phía bên Trung Quốc cho đến khi chiến tranh biên giới xảy ra tháng 2 năm 1979, những trận chiến giao tranh ác liệt giữa 50.000 quân của Việt Nam, bao gồm bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và công an vũ trang, với 600.000 quân của phía bên Trung Quốc, bao gồm các đơn vị xe tăng, xe thiết giáp hùng hậu, cũng như được sự hỗ trợ về hỏa lực rất lớn, lên đến 18.000 khẩu pháo các loại, cùng với hàng trăm dàn hỏa tỉ pháo phóng loạt. Vì vậy, đã chống trả rất quyết liệt, nhưng lực lượng phòng thủ của phía bên Việt vẫn thất thế hơn so với quân đội Trung Quốc. Theo như nhiều tài liệu cũng như nhiều cuộc nghiên cứu của các chuyên gia quân sự trong và ngoài nước, Việt Nam đã cầm chân được đối với quân Trung Quốc tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Quân Trung Quốc vẫn không tiến sâu xâm nhập vào trong lãnh thổ của Việt Nam. Nhưng điều rất lạ là trong giới cán bộ sĩ quan của quân đội nhân dân Việt Nam, vào thời điểm những năm 1980 và năm 1990, lưu truyền rất mạnh về một câu chuyện đã gây sốc cho rất nhiều người. Đó là một chiếc xe tăng Trung Quốc chẳng hiểu vì sao xuyên qua được tuyến phòng thủ dày đặc của Việt Nam ở một mặt trận thuộc một tỉnh biên giới. Câu chuyện được đem ra mổ xẻ, bàn tán rất nhiều trong giới sĩ quan cũng như binh lính của quân đội Việt Nam vào thời điểm thập kỷ 1980 và 1990 của thế kỷ trước. Tất cả ý kiến đều cho rằng phía bên Trung Quốc nhiệt tình muốn xây dựng cho Việt Nam một con đường chạy dài từ biên giới phía Bắc xuống tận Hà Nội và được phát quang đốn hạ tất cả những cây cao to và bụi rậm ở dọc theo tuyến đường là có chủ đích để khi chiến tranh xảy ra, quân đội Trung Quốc có thể
tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam đều có thể dễ dàng quan sát các cứ điểm phòng thủ của quân Việt dọc theo tuyến đường. Nếu trên thực tế đã có một chiếc xe tăng Trung Quốc xuyên thủng hàng phòng thủ của Việt tiến thẳng xuống Hà Nội mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào của lực lượng phòng thủ Việt, đó là một bài học rất đắt giá cho giới lãnh đạo cũng như quân đội Việt. Thực tế vào thời điểm đó, quân đội nhân dân Việt đã tổ chức phòng thủ như thế nào? Có lẽ là theo sự hiểu biết của cá nhân kênh Hitlock Thanh Lâm thì lực lượng phòng thủ chính của Việt Nam chỉ tập trung vào 6 tỉnh biên giới ở phía Bắc, hàng ngàn cứ điểm phòng thủ dày đặc cũng như hàng ngàn km chiến hạm đã được bố trí dọc theo các tuyến đường trên khắp 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Còn ở Hà Nội thì có quân đoàn 1 cũng như quân đoàn 3 sao vàng phụ trách việc phòng thủ, bảo vệ thủ đô Hà Nội. Nhưng địa bàn đồng bằng Bắc Bộ rộng lớn, khoảng giữa từ các tỉnh biên giới đến Hà Nội là các tuyến phòng thủ được tổ chức rất mỏng. Có lẽ vì vậy mà một chiếc xe tăng Trung Quốc khi đã xuyên thủng qua các tuyến phòng thủ ở các tỉnh biên giới phía Bắc, cho dù là dày đặc thì chắc chắn đã không có trở ngại khi di chuyển giữa quãng đường từ các tỉnh biên giới về đến Hà Nội. Có lẽ là câu chuyện chỉ khép lại ở đây, vì theo lời kể của vị sĩ quan, một vài chi tiết cũng không được rõ ràng. Chẳng hạn tuyến đường từ tỉnh nào đến Hà Nội thì không biết, hoặc chiếc xe tăng của Trung Quốc được chặn ở vị trí nào thì cũng không nói rõ. Nhưng cho đến ngày hôm nay, có một vấn đề cũng rất liên quan đến câu chuyện chiếc xe tăng của Trung Quốc thẳng tiến về Hà Nội. Đó là khi chính phủ quốc hội thông qua đề án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam. Ban đầu có thông tin là Việt Nam sẽ vay vốn phía bên Trung Quốc để xây dựng đường cao tốc theo nguyên tắc nước nào cho vay vốn phát triển ODA thì phía quốc gia là chủ đầu tư, buộc phải chọn một trong những nhà thầu tham gia đấu thầu của phía bên quốc gia cho vay cung cấp vốn đầu tư phát triển ODA. Do đó dư luận xã hội Việt Nam một thời gian đã phản đối rất mạnh mẽ chủ kiến để cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng đường cao tốc Bắc vì lý do e ngại về an ninh quốc gia. Các nhà thầu Trung Quốc hoàn toàn có thể cài cắm những chuyên gia quân sự cũng như tình báo Trung Quốc để có thể nắm rõ được toàn bộ tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Trong trường hợp có chiến tranh xảy ra, phía bên Trung Quốc có thể hoàn toàn chủ động xây dựng phương án tác chiến hợp lý nhất, tối ưu nhất, vì đã hiểu rất rõ toàn bộ tuyến đường cao tốc Bắc. Nếu như phía nhà thầu Trung Quốc được chúng thầu xây dựng, điều đáng mừng là cuối cùng chính phủ cũng như quốc hội Việt đã quyết tâm đề ra chính sách là dùng nội lực của Việt để hoàn thành tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Xin lưu ý rằng một điều vô cùng rất khó khăn không phải là kỹ thuật xây dựng cũng như đội ngũ nhà thầu Việt Nam yếu kém, mà yếu tố quan trọng nhất và khó khăn nhất đó là nguồn tài chính cung cấp vốn cho dự án. Hệ thống ngân hàng của Việt khi đảm nhiệm nhiệm vụ cung cấp vốn tài chính cho những dự án này chắc chắn sẽ đề ra kế hoạch thu xếp nguồn tài chính rất khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân đa phần các nước đang phát buộc phải tìm nguồn vốn vay, nguồn tài chính để tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá giao thông cũng như để phát triển kinh tế. Gần như là tất cả các dự án lớn những nước đang phát triển như Việt Nam đều phụ thuộc vào nguồn vốn vay từ những nước giàu có hơn, phát triển hơn. Do đó việc chính phủ Việt và quốc hội Việt quyết định dùng nội lực để xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam, đó là nỗ lực rất lớn của chính phủ, của doanh nghiệp, của hệ thống ngân Việt Nam, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp nội địa phát huy được năng lực và cũng vừa tránh được, hạn chế được về rủi ro an ninh quốc phòng mà tiềm ẩn nguy cơ từ các nhà thầu Trung Quốc. Nếu như Việt quyết định vay vốn phát triển ODA từ chính phủ Trung Quốc, đây cũng có thể xem là Việt Nam đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong quá khứ vì sự mất cảnh giác cao độ trong một thời gian dài đối với anh bạn láng giềng khổng lồ Trung Quốc, một kẻ thù truyền kiếp hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Nội dung về chiếc xe tăng đi lạc tiến thẳng về thủ đô Hà Nội đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn
đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Nếu thấy câu chuyện này hay và bổ ích thì hãy nhấn vào nút thích hoặc bình luận để nội dung câu chuyện được đề xuất lan tỏa rộng rãi đến nhiều người hơn. Đồng thời cũng mong được sự ủng hộ của mọi người bằng cách đăng ký để tạo động lực cho kênh phát triển. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những câu chuyện tin tức hoặc bình luận về chủ đề chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 cũng như chủ đề dấu ấn lịch sử tiếp theo.